Ok em, set xong hết chưa nhỉ? Xong rồi. Ok. Ơ anh bạn này, hôm nay đối tác bảo mình review cái gì nhỉ? Hôm nay review giày anh ạ. Review giày á? Review cái đôi giày mà anh đang đi này á? Không, đôi khác. À, đôi khác à? Rồi, ok. À, thôi thôi, hay là review ghế đi nhỉ? Đây này, ghế này, anh thấy cái ghế này anh được này. Ơ, từ lúc mà anh ngồi lên cái ghế mà để đi giày này, anh thấy cũng ổn đấy. Này, em nhìn nhá. Này, cái đệm này, nhìn này. Anh ngồi đây mà nó xả ra khí mà cứ như kiểu là ui giời anh thả bom ấy. Ui cái ghế này em nhìn này đấy. Ờ thôi thế đây nếu mà review ghế thì xong rồi, cái ghế này có cái gì đâu. Nó có mỗi cái đệm này thôi. Rồi đùa các bạn vậy thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về cái ghế này. Đấy. Nếu mà chỉ review về cái ghế này không ấy thì mình nghĩ là thôi xong nhá. Nó có phần chân và cái phần đệm. Thế thôi, thế là hết. Nhưng không, đây là một cái mẫu máy massage chân các bạn ạ. Đây là một mẫu máy massage chân của Xiaomi và nó rất là thông minh như này đây. Đây các bạn nhìn đây này. Đó. Nhưng mà trước khi nói về cái mẫu máy massage chân này thì mình cũng nói luôn là cái máy massage chân này nó có thể có được rất nhiều các công năng. Thứ nhất đó là nó có thể làm một cái ghế như này được để chúng ta có thể bày ở phòng khách nhìn trông cực kỳ trang nhã và lịch sự chứ đúng nào. Ghế này là đẹp đấy nhá các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng nó làm cái ghế ngồi, sử dụng nó làm cái ghế để đi giày như vừa rồi mình đi cũng được. Đó. Và cái phần đệm này này nó có nhiều tính năng lắm, lát nữa thôi mình sẽ nói. Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta có thể xách cái này đi một cách cực kỳ dễ dàng. Xách đi rất dễ dàng luôn. Đấy, và ở bên trong này, các bạn nhìn này, đây mình sẽ nói luôn. Đầu tiên là nó sẽ có một cái bảng điện tử như này để lát nữa chúng ta sẽ thử các tính năng. Ví dụ như chúng ta bật nguồn này, chúng ta có thể làm nóng nước lên này, chúng ta có thể làm xoay. Đây, nó có những, nó có tất cả là 4 cái con xoay như này để mà xoay massage chân chúng ta. Các bạn nhìn không ạ? Đấy, mỗi cái là nó sẽ có 4 cái viên bi ở đây. Vậy là tổng cộng là có tất cả 16 viên bi để massage cho hai chân của chúng ta. Đấy, nước sục thì nó sẽ lên ở đây. Đó, và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái nút này nữa này. Để làm gì? Để mà ngăn bụi, ví dụ như chân bạn nào mà bị bẩn ý, chúng ta đi về nó có đất cát ở chân ấy thì khi mà thoát nước ra thì nó sẽ có cái này, để mà nó ngăn ngăn bụi lại. Thì mình thấy là cái này cũng rất là hay, rất là văn minh luôn. Đó, và cái viên bi ở bên trong này thì chúng ta cũng tháo ra một cách rất là dễ dàng. Còn cái phần thoát nước ra thì nó rất là dễ dàng thôi. Đây, chúng ta sẽ thoát nước ở đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, xả nước ở đây. Tất nhiên, hôm nay nền nhà mình đang sạch nên mê ở sàn gỗ, mình cũng không muốn thoát nước ra đây làm gì cả. Đó, rồi, tiếp tục nữa nào. Ở bên cạnh này thì mình sẽ, đây, mình sẽ có một cái ổ cắm điện ở đây. Đó, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là cái máy massage chân này như nào nhá. Và đây này, cái đệm này đây này. Cái đệm này mới hay, lát nữa thôi mình sẽ nói về cái công dụng của cái đệm này. Đầu tiên ấy, thì mình sẽ giới thiệu về cái công dụng của cái đệm này nhé các bạn nhé. Đây, trong lúc mà mình đang ngồi massage chân như thế này thì mình có thể để cái đệm lên trên này để mình có thể để tay như thế này cho đỡ mỏi hơn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các bạn nhìn này, ở cái đệm này, đấy, nó sẽ có một cái phần để chúng ta có thể bật được lên và chúng ta có thể để các cái nấc ở đây. Đấy, ví dụ như là chúng ta để nấc mát này hay là chúng ta để nước nóng này. Nếu mà chúng ta để nước nóng ấy, thì nó sẽ khiến cho cái đùi chúng ta ấm lên, đặc biệt vào mùa đông lần này nó rất là tiện đúng không ạ? Chúng ta vừa có thể massage chân vừa có thể làm ấm đùi lên, rất tiện luôn. Vẫn chưa hết đâu. Đây, mời bạn quay có thể giúp mình cầm cái MacBook ra đây. Đó, để mình sẽ demo luôn cho bạn xem. Ví dụ bây giờ mình đang massage chân nhưng mà cái công việc của mình vẫn đang rất là nhiều, mình vẫn đang phải xử lý công việc với cả đối tác. Đây thì mình có thể để như này để cái MacBook vừa khít nhá các bạn nhá. Nhìn này, mình để như này. Trời ơi, làm việc quá tuyệt vời luôn. Đúng ạ. Và để lên như này làm việc rất là sướng luôn các bạn ạ. Đó. Rồi, lại phiền bạn mang ra giúp mình. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta có thể điều chỉnh được ở đây. Và các bạn nhìn này. Hiện nay nha là mình đang sử dụng cái cục pin dự phòng Black Shark ở đây này để mà sử dụng kết nối vào cái ghế này đây được. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng một cái nguồn điện rất là thấp từ pin dự phòng để mà có thể làm ấm chân lên được. Rất hay luôn. Còn cái chỗ cổng sạc này thì nó sẽ là cổng Type-C. Nó cũng là một cái cổng sạc tiêu chuẩn bây giờ rồi. Rất là phù hợp với nhiều thiết bị, chúng ta có thể sử dụng cái dây sạc rất là dễ dàng. Kèm theo đó là cái chỗ này cũng sẽ là cái chỗ mà nó thoát hơi ra khi chúng ta ngồi xuống này. Thì nó sẽ thoát hơi ra cái lỗ này. Đấy, thì mình thấy là đây là một cái cách làm cực kỳ thông minh của Xiaomi đấy. Rồi, thế bây giờ thì mời bạn đến đây để quay kỹ hơn vào cái máy massage chân này. Đây mới là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên ý, là mình sẽ bật nguồn lên. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhiệt độ bây giờ đang là 20 độ C. Tuy nhiên mình có thể tăng cái nhiệt độ này lên được. Mình có thể tăng lên thành 41 độ C này. Tối đa nó sẽ là 49 độ nhé các bạn nhé. Chứ nếu mà nóng quá thì nó sẽ rất là hại cho chân. Đấy, tối đa chỉ là 48 độ thôi. 48 độ xong nó quay về 35 độ đấy. Nhưng mà mình thì nghĩ là mình sẽ để tầm khoảng 40 độ là vừa. Đó. Rồi, chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ sục này, các bạn nhìn thấy không?
nước nó sẽ bắt đầu tuôn ra như này. Để làm gì? Để sục trước. Nhiệt độ đây thì nó sẽ tăng dần lên nhé các bạn nhé. Ở đây thì sẽ là chế độ hẹn giờ ở đây này. Chúng ta có thể hẹn giờ 30 phút là nó sẽ tự ngắt. Còn massage chân ấy, thì mình sẽ ấn vào nút xoay này đây. Đấy, thì là 16 cái viên bi quay. Để bên trong này nó sẽ quay. Đấy, còn bây giờ mình sẽ để chân vào đây. Đây, mình sẽ để chân vào đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Vừa sục xong lại vừa massage. Xong rồi cái nước này nó nhiệt độ nó càng ngày nó càng tăng lên, nó càng ấm chân. Nên là cái này mình nghĩ là nó rất là tiện luôn. Mà chỉ có vài triệu thôi là chúng ta đã có thể có được một cái máy ngâm chân như thế này rồi. Đấy là còn chưa kể là cái đệm vừa rồi mình giới thiệu cho bạn, nên mình có thể để lên trên đùi này để làm ấm đùi lên này, và để lên trên đùi như này để mà mình có thể để laptop các thứ lên đây được. Rất là tiện luôn các bạn nhìn này. Đó, ở bên trong này các bạn có nhìn thấy không ạ? Chân mình, ví dụ như chân mình đang bị dính đất hay dính bẩn gì đấy, thì sau này ví dụ mình xả nước xuống phía dưới này thì nó cũng sẽ có cái phần ngăn ở đây rồi. Đấy, cái phần ngăn ngăn bụi đây được rồi. Rất là hay luôn. Mang vác đi cái thứ thì cực kỳ dễ dàng. À, có một cái câu hỏi mà mình nghĩ là các bạn cũng cần phải lăn tăn, đó là gì? Đấy là liệu sử dụng vừa nước vừa điện như thế này thì nó có an toàn hay không? Thì các bạn cứ yên tâm, an toàn tuyệt đối nhé các bạn nhé. Đấy, bởi vì là cái phần nước này thì chắc chắn là nó không liên quan gì đến điện rồi, bởi vì nó còn có một lớp để nó ngăn cách nữa. Và bây giờ thì các bạn cũng có thể nghe thấy được những cái tiếng này. Các bạn nghe được không? Cái tiếng massage nó kêu đấy. Các bạn nghe được không ạ? Đó, rất là hay luôn. Ôi, massage này sướng lắm các bạn ạ. Đấy, và cái khối lượng của cái máy massage này thì nó sẽ rơi khoảng 6,5 cân. Và tất nhiên nếu mà các bạn thêm nước thứ vào đây nữa thì chắc là nó sẽ lên tầm khoảng 8-9 cân gì đó. Đấy, còn sau này khi chúng ta massage xong nó xả ra thì nó cũng sẽ nhẹ đi thôi. Cái con lăn massage này thì rất ổn luôn, rất sướng. Đấy, và cái phần phun nước này cũng được này. Đấy, mình có thể tắt cái phun nước này đi hoặc là bật nó lên cũng được. Cái phun nước này mình thấy là cũng ok này. Và tất cả thông tin về cái mẫu máy massage chân này như nào thì mình đã để ở phía dưới phần ghim comment của video này rồi. Các bạn có thể kích trực tiếp vào để xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng TCS đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này.